Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là Medicaid, trường hợp nào sẽ bị tịch thu nhà hoặc trường hợp nào sẽ được bảo vệ tài sản, tránh bị Medicaid tịch thu. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Thì theo bài báo financeyahoo.com ngày 8/12/2023, làm cách nào để có thể bảo vệ tài sản khỏi Medicaid tịch thu? Viện dưỡng lão có thể tịch thu tiền tiết kiệm của bạn nằm trong các quỹ tín thác hoặc là các quỹ hưu trí Roth IRA hay không? Medicaid có thể tịch thu nhà của bạn để chi trả cho những chi phí y tế, viện dưỡng lão, chăm sóc dài hạn của bạn hay không? Viện dưỡng lão không thể lấy đi những cái khoản tiền hưu trí của bạn để chi trả cho những cái chi phí tại viện dưỡng lão chưa được thanh toán. Medicaid trong một số trường hợp có thể tịch thu nhà của bạn và một số trường hợp thì không thể tịch thu nhà của bạn để trang trải cho những chi phí y tế tại viện dưỡng lão hoặc chi phí chăm sóc dài hạn mà bạn đã sử dụng. Chăm sóc dài hạn tại nhà, đặc biệt là ở viện dưỡng lão, rất là tốn kém. Các lựa chọn để trang trải cho các chi phí này bao gồm tự chi trả hoặc là do bảo hiểm tư nhân hoặc là do Medicaid. Trên thực tế thì chi phí trung bình hàng tháng cho một phòng riêng tại viện dưỡng lão ở Mỹ ước tính là $9,584 cho năm 2023. Những chi phí này dự kiến sẽ tăng lên gần $13,000 mỗi một tháng cho năm 2033. Con số này vượt xa cái mức mà hầu hết mọi người có thể tự chi trả từ cái nguồn thu nhập hưu trí hoặc là từ cái số tiền an sinh xã hội của mình. Medicare sẽ không chi trả những cái chi phí tại viện dưỡng lão hoặc ở các cơ sở phục hồi chức năng. Thì đối với một người lớn khỏe mạnh, thông thường thì họ phải mua cái chi phí bảo hiểm long term care này là từ $950 cho đến $1,500 hàng năm. Và đối với một người 65 tuổi thì họ phải chi trả cái số tiền mua cái chi phí bảo hiểm tự túc này từ $1,700 cho đến $2,700 một năm nếu như họ không có Medicaid để hỗ trợ cho cái chi phí này. Mặc dù chương trình Medicaid là chương trình hỗ trợ cho người lớn có thu nhập thấp và chi trả những cái chi phí nằm viện và chi phí viện dưỡng lão, tuy nhiên nó có giới hạn về tài sản và thu nhập. Thông thường là $2,000 cho cá nhân và $3,000 cho một cặp vợ chồng. Ngôi nhà là nơi cư ngụ chính sẽ không được tính trong tài sản giới hạn của Medicaid. Theo cái trang của Medicaid Planning Assistance.org, trường hợp nào thì Medicaid có quyền thu hồi tài sản nhà cửa và trường hợp nào Medicaid không thể thu hồi tài sản nhà cửa sau khi người thụ hưởng Medicaid qua đời. Medicaid không thể lưu giữ hoặc tịch thu căn nhà khi người đang nhận chương trình Medicaid còn sống hoặc là vợ hoặc chồng của họ vẫn còn sống trong căn nhà đó. Thứ hai là con cái của họ dưới 21 tuổi đang sống trong căn nhà đó. Trẻ khuyết tật, người mù hoặc những người khuyết tật ở mọi lứa tuổi đang sống trong căn nhà đó. Anh chị em có phần có quyền sở hữu trong căn nhà đó và tối thiểu sống trong căn nhà đó một năm trước khi người nhận Medicaid vào viện dưỡng lão hoặc vào các nơi phục hồi chức năng. Đầu tiên là trường hợp độc thân và sống một mình trong ngôi nhà. Medicaid không thể lấy nhà của một người nếu họ sống trong ngôi nhà đó và tiền lãi suất cho khoản vay mua nhà cao hơn trị giá căn nhà. Vốn chủ sở hữu nhà là giá trị ngôi nhà sau khi trừ đi bất cứ khoản nợ nào đối với căn nhà đó. Vào năm 2023, trị giá căn nhà giới hạn ở 688.000 hoặc 1.033.000 tùy theo tiểu bang nơi cái người đó cư trú. Đối với trường hợp độc thân và chuyển đến viện dưỡng lão để ở, khi một người chuyển đến viện dưỡng lão, họ phải cung cấp một cái văn bản có xác nhận là họ có ý định quay trở về nhà. Điều này cho phép ngôi nhà của họ vẫn được miễn theo các quy định của Medicaid. Medicaid có quyền cầm giữ hoặc tịch thu ngôi nhà
khi cho rằng người đang nhận chương trình Medicaid độc thân và chuyển vào viện dưỡng lão và ở nơi đó vĩnh viễn và không có ý định quay trở lại ngôi nhà chính của họ, thì Medicaid có quyền sử dụng ngôi nhà, tịch thu ngôi nhà để trang trải cho những chi phí y tế dài hạn mà người thụ hưởng Medicaid phải chi trả và chi xài. Trẻ em độc thân và người lớn sống trong nhà, ngôi nhà sẽ được miễn trừ tịch thu nếu một người có một đứa con lớn bị khuyết tật hoặc mù lòa sống trong căn nhà đó. Hơn nữa, một người cần phải nộp cái bản xác nhận rằng họ muốn quay về nhà nếu như có thể. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi Medicaid khi họ đang sống. Có một ngoại lệ khác, không thu hồi tài sản là miễn trừ cho người chăm sóc trẻ em. Nó cho phép người nhận Medicaid chuyển sở hữu chủ nhà của họ cho một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh trong một trường hợp nhất định nào đó. Sau khi một người nhận Medicaid qua đời, tiểu bang sẽ cố gắng thu hồi chi phí chăm sóc dài hạn mà tiểu bang đã chi trả cho người đó thông qua việc bán nhà. Nếu như người đó là độc thân và không có con cái dưới 21 tuổi hoặc là người phụ thuộc bị khuyết tật trong gia đình. Đối với một người kết hôn và người phối ngẫu đã chuyển đến viện dưỡng lão cho Medicaid tài trợ thì người vợ hoặc người chồng vẫn ở trong nhà đó được coi là người vợ, người chồng không cùng nộp đơn để nhận chương trình Medicaid, cho nên họ có quyền giữ lại ngôi nhà. Tốt nhất là chỉ có tên của người vợ hay người chồng không nhận chương trình Medicaid có tên trên sở hữu chủ nhà. Với tư cách là vợ chồng không nộp đơn trên Medicaid, căn nhà có thể được chuyển giao cho người phối ngẫu đó mà không vi phạm thời gian xem xét lại của Medicaid, thường là 5 năm. Ngôi nhà sẽ không bị tịch thu bởi vì ngôi nhà sẽ không còn là một phần tài sản của người phối ngẫu qua đời tại viện dưỡng lão. Ngôi nhà đã được chuyển giao quyền sử dụng cho cái người phối ngẫu còn lại còn sống trong ngôi nhà đó mà không có nộp đơn hưởng cái chương trình Medicaid thì ngôi nhà sẽ tránh bị tịch thu. Trong trường hợp người đang nhận chương trình Medicaid đang ở trong viện dưỡng lão, người phối ngẫu còn lại không nhận chương trình Medicaid và đứng tên sở hữu chủ nhà, và nếu như người đó qua đời thì người đang nhận chương trình Medicaid ở viện dưỡng lão sẽ được hợp pháp nhận căn nhà như một phần tài sản không có di chúc của người phối ngẫu chết đi để lại. Đây là trường hợp vợ chồng chết mà không có di chúc hợp pháp và tài sản của người quá cố được chuyển cho người phối ngẫu còn sống. Ngôi nhà sẽ được tính là tài sản của người phối ngẫu nằm trong viện, sẽ không đủ điều kiện nhận Medicaid cho đến khi ngôi nhà được bán và số tiền thu được dùng cho việc chăm sóc. Giả sử cả hai vợ chồng đều là người nhận Medicaid, tiểu bang sẽ cố gắng thu hồi căn nhà để hoàn trả lại cho những chi phí chăm sóc y tế. Cái việc thu hồi nhà sẽ được miễn trừ, tức là không thu hồi nhà khi căn nhà đó đã được chuyển giao cho một người con trưởng thành trong gia đình. Căn nhà có được bán khi đang nhận chương trình Medicaid không? Một người có thể bán nhà khi đang hưởng chương trình Medicaid, nhưng nguy cơ bị mất khả năng hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ Medicaid rất cao, bởi vì số tiền bán nhà sẽ làm tăng lên cái giới hạn thu nhập tiền trong nhà bang cho đến khi số tiền này được chi tiêu về cái giới hạn cho phép của Medicaid, thông thường là 2.000 đô la tiền trong nhà bang. Điều quan trọng là không được tặng quà tài sản hoặc là tiền từ việc bán nhà sẽ bị vi phạm vào cái luật kiểm tra lại của Medicaid, và các hành vi vi phạm vào cái luật kiểm tra lại thời gian hình phạt sẽ bị tăng lên. Ngay cả khi sau khi cái tài sản đó đã được xài hết thì cái hình phạt về thời gian vẫn bị kéo dài. Thông thường thì khi chuyển giao tài sản cho một bên thứ ba hoặc cho con cái phải được thực hiện trong vòng sau 5 năm trước khi mà bạn xin cái chương trình Medicaid. Mỗi tiểu bang sẽ có cái giới hạn kiểm tra lại cái thời gian chuyển giao tài sản khác nhau, thường là từ 30 tháng cho đến 60 tháng. Có thể làm gì để bảo vệ ngôi nhà? Một số tiểu bang chỉ yêu cầu thu hồi tài sản Medicaid thông qua chứng thực di chúc
Và ở những tiểu bang này có nhiều cách để người nhận Medicaid giữ cho ngôi nhà của họ không bị chứng thực di chúc. Chứng thực di chúc là một quy trình pháp lý bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ của di chúc, xác định giá trị tài sản của người đã mất và thanh toán mọi khoản thuế hoặc hóa đơn còn lại. Việc giữ cho ngôi nhà không bị chứng thực di chúc sẽ giữ cho ngôi nhà của người mất và tiền thu được từ việc bán nó khỏi bị Medicaid tịch thu nếu như ngôi nhà thuộc quyền sở hữu chung và một nửa phần sở hữu tài sản của người quá cố được chuyển giao cho người phối ngẫu còn sống sót. Và người thụ hưởng ngôi nhà được ghi trên cái tờ di chúc đó thì ngôi nhà được nằm trong cái tình trạng chứng thư di sản trọn đời. Nó sẽ không phải trải qua tình trạng chứng thực di chúc khi mà người nhận Medicaid duy trì quyền sở hữu ngôi nhà khi còn sống và sau khi qua đời sẽ chuyển giao quyền sở hữu này cho một người khác, thường là con cái hay người thân của mình. Medicaid không thể tịch thu ngôi nhà đó bởi vì sau khi họ qua đời thì quyền sở hữu căn nhà đó đã chuyển giao trước khi họ mất trong di chúc cho một người thân còn lại. Nhiều người có thể bảo vệ ngôi nhà của mình bằng cách thiết lập quỹ tín thác không thể hủy ngang, có nghĩa là các điều khoản trong quỹ tín thác đó không thể thay đổi hay hủy bỏ. Về cơ bản thì một người được ủy thác sẽ được chỉ định để quản lý cái quỹ đó và sẽ sử dụng cái quỹ đó khi cái người lập nên cái quỹ tín thác đó qua đời. Thường thì con cái của người ủy thác có thể được coi là người thụ hưởng bảo vệ ngôi nhà như tài sản thừa kế. Điểm quan trọng trong cái quỹ tín thác này đó là thời gian thành lập cái quỹ tín thác phải trong khoảng thời gian 5 năm, phải phù hợp với cái quy định xem xét kiểm tra khi chuyển giao tài sản của Medicaid. Các chương trình hợp tác chăm sóc dài hạn giúp bảo vệ tất cả hoặc một phần tài sản của người nộp đơn xin chương trình Medicaid khỏi giới hạn tài sản của Medicaid cũng như tránh được việc thu hồi tài sản của Medicaid. Các chương trình hợp tác là sự hợp tác giữa các công ty bảo hiểm tư nhân bán các hợp đồng chăm sóc dài hạn và chương trình Medicaid của tiểu bang. Về cơ bản thì số tiền tương tự được thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho chủ hợp đồng, tức là người đã mua những gói bảo hiểm này. Có nghĩa là số tiền tối đa được chi trả trong hợp đồng bảo hiểm được bảo vệ khỏi giới hạn tài sản của Medicaid và khỏi bị thu hồi tài sản. Ví dụ như Joe đang nộp đơn xin Medicaid chăm sóc dài hạn và có mua một gói bảo hiểm hợp tác chăm sóc dài hạn đã chi trả $350,000 cho việc chăm sóc của anh ấy. Điều này có nghĩa là anh ta có thể giữ lại tài sản lên đến $352,000, tức là $350,000 từ cái gói bảo hiểm chăm sóc dài hạn mà anh ta tự mua cộng với $2,000 giới hạn thu nhập tài sản tiền nhà bang của Medicaid cho phép, tổng cộng là $352,000 và vẫn đủ điều kiện nhận Medicaid. Hơn nữa, tài sản lên tới $350,000 có thể được xem là được bảo vệ khỏi việc thu hồi tài sản của Medicaid, trong khi ngôi nhà của anh ấy chỉ trị giá có $300,000 và anh ấy khẳng định rằng ngôi nhà của mình được bảo vệ khỏi bị Medicaid tịch thu tài sản. Điều này có nghĩa là Medicaid không thể thu tài sản ngôi nhà của anh ấy khi anh ấy qua đời bởi vì anh ấy đã có một cái gói bảo hiểm có thể chi trả cho mình lên đến $350,000, vượt quá cái giá trị căn nhà của mình. Miễn trừ cho người chăm sóc, ngoại lệ dành cho trẻ em của người chăm sóc hoặc ngoại lệ dành cho trẻ em được chăm sóc. Quy tắc này cho phép cha mẹ chuyển quyền sở hữu nhà của mình cho con cái đã trưởng thành mà không vi phạm quy tắc kiểm tra nhìn lại của Medicaid. Người con trưởng thành phải sống với cha mẹ ít nhất là 2 năm trước khi cha mẹ của họ chuyển đến viện dưỡng lão hoặc các cơ sở sinh hoạt do Medicaid chi trả. Miễn trừ đối với anh chị em, quyền miễn trừ thu hồi tài sản dành cho anh chị em của người đang nhận chương trình Medicaid. Ngôi nhà được chuyển giao cho anh chị em ruột làm chủ sở hữu nhà, một phần của ngôi nhà đó. Những người thân, anh chị em của người đang nhận chương trình Medicaid phải ở trong ngôi nhà này ít nhất là 1 năm trước khi người đang nhận chương trình Medicaid chuyển vào viện dưỡng lão ở, được Medicaid tài trợ và chi trả chi phí y tế.
Để có những lời khuyên và những câu trả lời chính xác nhất, quý vị nên liên hệ với nhân viên Medicaid để được tư vấn khi mình có những cái quyết định về Medicaid hay là về nhà của mình để tránh bị tịch thu sau này nha. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.